Anh em có nhu cầu mua bán hải tặc đại chiến hay ghé đến shop haitacdaichien.com. Hôm nay thì tưng bừng thông báo tưng bừng khai trương shop haitacdaichien.com giảm giá 50% các dịch vụ cho anh em liên hệ. Đấy, vòng quay 90k trúng thưởng cực hot, đấy, ưu đãi là thẻ Viettel vào shop, thẻ cào duyệt trong 5 giây, lạp qua TM Momo được cộng 20% giá trị lạp. Anh em cần thanh toán link nhắn tin cho fanpage. Nhắn tin vào đây, đây là anh em này, đây là mục nhắn tin nhá. Đó, ngoài ra thì ở đây trên shop thì có rất là nhiều mục ngon cho anh em có thể trải nghiệm vòng quay 99k. Đấy, nick hải tặc đại chiến roam, anh em thể roam với mệnh giá 50k, 100k, đấy, 200k và 50k anh em. Hộp quà gù su rất là nhiều cái để anh em thể trải nghiệm. Anh em hứng thú hay ghé đến shop hải tặc đại chiến cùng con nhá. Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình, nhà mình nhây tục từ đường phố đây mọi người nha. Chào tất cả anh em của game pháo bóng thoại nha, là mình nhây tục từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video thì cho anh em xem video về của like, share, đăng kênh, nhấn kéo phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước khi vào quay video hôm nay thì chúng ta sẽ đi cập nhật con em mới anh em. Ngoài ra thì sẽ nói về một vấn đề, đó là hôm qua thì mình có làm video và mình có nói là mình sẽ cố gắng tích kim cương nhiều nhất có thể. Đặc biệt là mình sẽ cố gắng ăn pull hết cái sự kiện này. Thì có một số anh em khuyên ngăn bảo mình là, một số anh em rất phải một số mà rất nhiều anh em nhắn tin bảo mình là anh ơi không cần đâu, bây giờ với số lượng kim cương của anh thì anh ăn luôn mốc 47k kim cương đi là ngon rồi. Thế nhưng mình nhìn mốc 47 anh em như kìa, thiếu 11k kim cương nữa thôi là ăn mốc được mốc 66 nữa các bạn. Nhìn ngon Raman con ngan mà không làm gì được các bạn nhìn này. Ok, nhưng mà nếu mà ăn được mốc đến mốc 47k kim cương là chúng ta sẽ được ngay một cháu ấy rồi anh em. Đây cháu gọi là gì? Drip tay đen à. Và cháu Apichikuran các bạn. Đấy, khá là ngon nên là mình cũng thấy đáng để chơi các bạn. Ok, hôm nay mình sẽ tiêu ngay 47k kim cương các bạn nhé. Đầu tiên thì đi nhận gift code anh em. Đó, nhận gift code. Đây là gift code mới này các bạn này. Đây là code tuần mới các bạn nhá. Anh em nào chưa nhận thì tranh thủ nhận. Ui, được tặng mảnh Big Mom kìa. Cũng được của nó anh em. Đấy là một cốt dùng chung mới. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tiêu anh em, để xem tiêu cái gì cho nó hợp lý tầm này. Đầu tiên thì chắc đi lâng chùy chứ các bạn, đi lâng. Bộ lâng nhỉ ta? Gớ. À phải gớ ra mấy lần nữa. Đây anh em tăng bậc này. Mất 800 kim cương. Đấy, cái nào tăng được thì tăng luôn anh em. Để xem có cái nào tăng được không. Cái nào mà tăng được là mình tăng bậc hết lên anh em. Đấy, tăng bậc hết luôn. Vũ cu lùm tăng được đây. Cái này tăng được này. Tăng lên. Đó. Tăng bậc lên. Đấy, lên 2 sao hết. Nghe shop luôn anh em. Tiệm. Tiệm này bán gì? Ở đây có búa này. Từ anh em búa tính sau từ từ. Trước tiên là chúng ta phải đi mua thêm ít trang bị. Ô, thằng này không có điểm bạn, không có điểm để mua thêm trang bị rồi. Để xem còn món nào đang được nữa không. Đây cái đinh ba này các bạn, tăng cái đinh ba lên. Ukulu thì không tăng được rồi. Ok, bây giờ tăng xương xương được một tí rồi. Mà lấy là mình được 56k đúng không? 47 à. Để lại 9k kim cương các bạn, nói chung là tiêu vừa đủ nhá, tiêu không tiêu dư đâu. Nhưng mà vấn đề hiện giờ là mình đang gặp một vấn đề vô cùng éo le, đó là không biết tiêu kim cương vào đâu cho nó hợp lý các bạn. Vào tướng thì cũng không tiêu được này. Đấy, đột phá đây. Đấy, lại chỉ có mảnh cu lù thôi. Khổ vậy các bạn ạ. Kỳ lăng. Nếu mua điểm kỳ lăm. Cú đấy nhỉ, từ anh em bây giờ phải bình tĩnh để xem tiêu đi hợp lý. Thuyền nào. Ok, ghép thuyền. Ok, ghép thuyền. Ừ, lâng thuyền đi anh em, lâng thuyền hợp lý này. Forsy Fox giảm tốc độ của tất cả kẻ địch trong khoảng thời gian ngắn. Fugomery chưa đủ anh em. Quay bên bản Việt khó khó đấy nhờ. Tàu này sao? Thôi đang tạm Forsy Fox lên vậy anh em. Cộng kim trước này, đấy, đi tiêu kim cương vào những cái cần thiết đấy cũng được. Ôi, mỗi ngày cũng chỉ được có mười mấy lượt thôi anh em này, đây. Chứ cũng không được nhiều, hết rồi. Hết luôn. Không ăn thua các bạn ạ, không ăn thua rồi. À
Dark level thấp quá, kim cương còn chưa biết đi tung vào đâu cho nó ổn áp nữa các bạn. Rồi tiếp theo đi mua lương thực đi. Đấy. Hết rồi. Vàng được bao nhiêu? Một lần duy nhất các bạn. Vàng cũng mua được một lần một thôi ạ, không mua được hơn. Bây giờ nó không có là giờ chỉ có ăn vào đây tiêu cái này các bạn. Trời ơi, 25k kim một đâu, một đống kim cương mà đi vào đây đập x10 thôi ạ. Có chả biết phí không thì đâu đập các bạn. Quả đá gì đấy? Quay tiếp nhận được đống kim cương rồi anh em. Nguyên liệu ghép nhân KC tím. Ấy chà, được cái nhờ. Ừ cũng hợp lý các bạn, đi đập cái cũng hợp lý này. Vừa thêm tướng tí lại thêm kim cương các kiểu nữa. Ui, đúng rồi sao mình không nghĩ ra ta. Cũng hợp lý mà. Ui, ngon. Cứ căn tầm còn 9k kim cương là được các bạn. Đó, trước mắt cứ tiêu căn còn 9k kim cương là được. Tiếp nào. Đấy, búa kìa các bạn. Vàng kìa, một đống vàng anh em. Ngon, trời ơi, được của nó anh em. Cũng được. Đấy, quẩy 47k kim cương luôn. Tí về hai tướng mới lâng lên chơi luôn các bạn. Lâng hai cháu lên chơi luôn. Trời ơi, thế này còn chơi còn nhiều. Ok, ra mấy tướng ngon ngon nào, sao ra toàn tướng cùi thế. Ơ kìa, tướng xịn đâu rồi, tướng sang xịn mịn đâu rồi, cho vài cháu sang xịn mịn con nào. Ừ, trước tiên ra ngoài đó anh em. Có tướng nào phải không, nù này vẫn không cho anh em, nhưng đột phá được này. Đấy, đột phá cho Kulu lên anh em. Trời ơi, có một quen mình đột phá gì vội vậy. Tiếp tục anh em. À và shop đấy nhỉ, còn shop kim cương đấy nữa mà. Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra ta. Mình còn shop kim cương đấy nữa mà. Ồ. Ngồi đây mua chậm lắm các bạn, mua không hoàn thua. Thôi cứ đi chiêu mộ đi, đằng nào cũng nỡ được các bạn. Còn đằng này nó số phận ăn bài, nó là chịu chiêu mộ thôi các bạn, không thay đổi được số phận nó đâu. Chấp nhận thôi. Tiếp nào. Người phát nữa. Ui, Sentomaru này. Đấy, được một tiếng 2S các bạn. Giờ nãy giờ mới được một cháu 2S. Bên này bản Việt tiếng rõ rút vẫn khó nhờ. Xem nào, sự kiện tiêu mình tiêu đâu rồi. 44k rồi. 44k mấy rồi? 44k 6 rồi các bạn. Thêm 2k dưới nữa là vừa đủ các bạn. Một lần chiêu mộ nữa. Một lần chiêu mọi nữa là vừa đủ. Còn dư ít nhưng thôi kệ các bạn, vừa đẹp luôn. 47k. Phát lạt Thomil Kuma. Quên lộn tên lại hỏa nhau như vậy được nhờ. Tăng lịch chiến. Trời ơi ngon ngon. Lại mở lem quà anh em. Trời ơi quà này. Rồi giờ thì hốt mốc 47k kim cương nhá. Đây. Đó, theo lời anh em nói bảo tôi đây, tôi hốt luôn mốc 47k kim cương cho anh em xem đây. Giờ thì nhận quà về nào. Sang xịn mịn ngon lành luôn. Rồi ok, hết quà. Giờ thử tiền vào túi chưa anh em. Dùng. Dùng. Dùng nguyên liệu tím này, dùng luôn các bạn. Nguyên liệu xanh này, dùng luôn. Uầy, giờ dùng này. Uầy, ra nhiều tướng xịn thế nhờ, mà sao mình dùng ra tướng đen thế nhờ. Dân lây ạ, trời ơi chán thế. Mình một đống tướng ngon mà mình được một đống tướng cùi các bạn, chán thật sự các bạn. Hết đá ra. Quay này bùng ngựa bay lóc cho nàng này luôn anh em. Ngon, tôi đang có thời gian tôi sẽ chờ chinh chu lại tất cả con nạc của tôi luôn anh em. Mịt đâu ăn. Giờ thì vào tướng nào. Anh em nhìn thấy gì không? Trời ơi. Roro Walo này, một cháu Roro Walo. Aokichikuran, ngon lành. Rep tay đen. Trời ơi, đừng giết tay đen luôn anh em. Con này chơi ngon này, tí lâng lên chơi anh em. Trời ơi. Con này thì về cho vui thôi, Zalay cũng vậy, về cho vui thôi, chơi. Rồi giờ thì bắt đầu để thành viên mới, bao gồm có những cháu nào đây? Có đâu ấy?
2, 1 cháu các bạn. Thăng cấp. Full. 2 cháu. Full. 2 cháu rồi. Akichikuran. Con này cũng chơi ngon các bạn, nhưng mà từ từ, tạm thời từ từ để mình tính đã. Akichikuran thấy muốn chơi không? Cháu này chơi này. Rồi. Rorovalo đâu? Đây Rorovalo anh em. Rồi ok. Giờ thì đến phần tiếp theo đó là mờ lem kim cương các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 12 rồi anh em. Ngon, lại còn 10k kim cương nữa rồi. Đây lại tích sẵn 10k kim cương các bạn. Thơm ngon bổ phổi. Dịch chiều lao. Tăng lực chiến nhận hết quà về nào. Rồi ok chưa? Lễ hội nhận. Uầy. Êm quá bạn. Trời ơi êm ghê. Tiêu phí KC này. Uầy. Good job các bạn. Trời ơi. Nhận tiếp. Trời ơi nhận quá mệt. Thôi anh em. Túi nào. A dương tiến bậc cam. Đồng. Đây dương nguyên phẩm kiểu tím à. Ui ngon. Tí thì ấp mà tha hồ lên các bạn. Báu vật. Dùng luôn. Mũ rơm găng tay. Ui ngon quá. Rồi ok giờ trước tiên mình sẽ đi nâng cấp nha. Sau khi nâng cấp xong thì mình sẽ quay cho anh em xem. Giờ mình sẽ ngồi nâng cấp con nào của mình đây nha. Ok xong các bạn, tạm thời đấy chứ các bạn. Thì mình sẽ nâng Rit, Tayden và Akichi lên tạm anh em. Và đội hình thì mình sẽ pick lại sau. Vì mình còn có Sengoku đi sau nữa các bạn. Còn Sengoku với cả Zorowalo nữa. Nên là mình cũng đang tính từ từ anh em. Rit hiện giờ đam chính luôn anh em. Đây mình đang cho cháu xíu bộ đá mạnh nhất của mình luôn. Ui gần full đá 6 bạn. Bảo vật thì cũng là hàng nói chung là ngon. Akichi thì đây các bạn. Đây đá thì cũng là thuộc dạng ngon nhất nhịp team các bạn. Đây ở kỹ năng thì chưa cộng được nhiều đâu anh em. Đó 36k. Rick thì 51 anh em. Đấy, low 36. Rồi ok thôi ra trận đâu ạ. Được đúng một ván thôi. Ra trận thì cũng chắc cũng được một ván thôi anh em. Nhưng mà P rồi anh em. P rồi. Nào 1 2 3 4 5. Rồi 180k anh em. Thuyền mang thêm quả thuyền này ra nữa anh em. Rồi đồng ý. 182k lực chiến. Còn dâu đen à? Chiến luôn anh em, sợ gì dâu đen. Dăm ba dâu đen sợ gì các bạn. Dâu đen dâu đỏ thì sợ gì. Rồi ok, tấn công. Đẹp tèm phát là các bạn. B thật sự anh em, trời ơi ngon chưa. Không tiêu này cũng được, nói chung bây giờ mình lại tích lại kim cương lần nữa anh em. Lại tích một lần nữa lên số lượng kim cương khủng người chơi. Đó. Ui, nghe nói gì không? Các bạn có thấy gì không? Win ngay ạ. Đấm ngay bay màu. Đùa với chúng tôi à? Mạn êm các bạn. Trời ơi. Uầy, người ta đúng các cụ bảo sai anh em. Người đẹp vì nụ lúa tốt vì phân. Uầy, ăn ngay tí kim cương vào thôi là nó khác bọt ngay các bạn. Này, ăn có tí kim cương vào thôi là con ạc nó khác hẳn ngay các bạn thấy không? Sang xịn mịn đàng hoàng anh em. Ủa đây rừng đá à? Đây rừng đá phải không? Uầy, lại ngon rồi anh em. Lại có cái để quậy rồi. Ok thôi trước mắt vậy đó anh em, có động lực để cày game tiếp rồi. Thôi mình cày đã anh em, có gì hot mình sẽ quay anh em ở video tiếp theo nhá. Còn đầu video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn các bạn đã xem video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Và rất mong anh em đi qua sẽ để cho kênh một like, như một đăng ký kênh để ủng hộ kênh thượng phát triển hơn. Cảm ơn rất nhiều. Giờ thì bye bye.